bị hỏng motor bù đà nhôm đồng sắt vụn bán đi. Ai chuyện buồn chuyện cũ để lâu bán hôn. Xui nè, cái chuyện nào mà nó khó khăn, nó suy nghĩ trong lòng á là cái giờ con là thu mua hết. Con bán cho con nha không? Con bán. Rồi trong năm nay có chuyện gì mà cô cảm thấy cô buồn nhất nè, con kể cho con nghe rồi con mua hết luôn. Cô buồn nhất năm nay là xa các cháu. Là chồng cô đâu? Chồng cô ở ngoài quê trông cháu. Là cái đó điều cô buồn nhất đúng không? Rồi bây giờ nè, đây là chiếc nón thần kỳ. Bây giờ những cái chị nào mà không vui cô kể cho cái nón này cái con dục ra ngoài kia là coi như là bán nha không? Rồi. Kể đi. Chuyện buồn là buồn xa con xa cháu. Vì kinh tế cho nên là bà phải ra đi, cho nên bà buồn. Rồi. Wow, đây, con mời cô. Cảm ơn cô. Dạ, từ đây không có buồn nữa nha. Dạ. Chị có chuyện gì buồn nhất trong năm nay chị kể cho em nghe, rồi em sẽ mua lại cho chị hết buồn, được không? Dạ. Chị có ba đứa con, giờ không có chỗ đi nữa, buồn lắm. Là không có... Đó sự thật, không có giả dối. Dạ, là không có vốn mấy nhân số mà. Đúng, em ở đây với em không quê. Không quê hả? Rồi chồng chị làm cái gì? Chồng thì làm bảo vệ. Làm bảo vệ hả? Muốn nhà. Thôi được rồi, đừng có buồn nữa. Bây giờ em nè, bây giờ những cái chuyện buồn á chị cứ bỏ vô đây, xong rồi em dục vô cái máy thần kỳ, xong rồi từ cái máy thần kỳ nó sẽ ra những cái niềm vui, nó không còn buồn nữa nha. Rồi nói nhỏ vô, chuyện buồn gì nói nghe coi. Rồi sao nữa? Có niềm nha, nói cho mấy đứa nhỏ. Dạ rồi, vậy nha. Rồi em ghi nhận nha, tạm biệt buồn, tạm biệt xui. Wow, đây em tặng cho chị. Đây, uống một miếng hết buồn. Thôi được rồi, ngon ngon, ngon không? Lâm ơi, ngưỡng mộ Lâm quá, nay gặp Lâm đây cho xin chụp hình nha. Dạ vâng anh. Anh sẵn nè, từ từ chụp đi. Dạ. Em là người mua cái chuyện buồn, chuyện vui, chuyện xui nguyên năm. Dạ. Ví dụ bây giờ năm nay anh có chuyện gì buồn á, anh kể cho em nghe để em mua lại. Dạ. Giá nào cũng mua, thấy được giá là em mua thôi. Thấy gì buồn không? Năm nay nói thiệt tình là hôm nay như chuyện vui không à. Trời ơi, ngon vậy? Ngon, có đứa con trai, rồi công việc, rồi nói chung tất là tất cả mọi thứ, vợ con, gia đình. Vợ con, gia đình, ba mẹ khỏe mạnh, làm việc rất là tốt. Trời ơi, năm nay thực sự là chuyện vui nhiều lắm. Vậy thì chúc mừng anh nha. Dạ. Em chúc anh năm nào cũng gặp niềm vui. Trời ơi, cho em xin đó, mình nói chuyện vui, cái mình nói văn vô đây. Dạ. Để chia sẻ tất cả mọi người luôn. Dạ. Năm nay vui nhất là sanh được đứa con trai, được nay là được 4 tháng tuổi rồi. Trời ơi. Dạ. Thứ hai là ba mẹ khỏe mạnh. Khỏe mạnh. À, đó, còn công việc rất là tốt. Dạ, cảm ơn anh. Mọi việc rất là tốt. Và lâu lâu là cũng thấy Bảo Lâm là trên Facebook nữa. Cũng buồn buồn vô coi có bán hàng mà cũng cười nữa. Cười luôn. Cười luôn. Mà có coi em diễn được không? Có chứ. Vậy hả? Coi nhiều chứ. Ủng hộ rất là nhiều. Ủng hộ rất nhiều. Cảm ơn anh. Dạ, hôm nay gặp đây rất là vui. Rồi, cảm ơn anh. Góp lại. Chia sẻ niềm vui của anh với tất cả mọi người. Rồi. Hey. À, đây rồi. Em có cái này đó. Melinda tết cười thả ga. Bây giờ anh đi em uống cái chụp hình nè. Rồi, ok. Anh uống trước đi. Lịch sự uống trước đi.
Chuyện cũ gom lại mình bỏ đi được không, giận nhau làm chi ngày năm mới. Mỗi năm Tết chị lại ghé thăm một lần lặng phi, chấp nhau để làm gì. Chuyện cũ mình bỏ qua qua, Tết này cười cùng Mirinda, cho đời thêm ngàn vạn câu ca mừng xuân đến với mọi nhà. Chuyện cũ mình bỏ qua qua, Tết này cười cùng Mirinda, cho đời thêm ngàn vạn câu ca mừng xuân đến với mọi nhà. Chuyện cũ bá ngôn, ai chuyện cũ bá ngôn.